Ngày xưa ấy, chưa tu mới ra các con đã chấp trước. Chẳng hạn như ngày xưa các con đang tu niệm Phật A Di Đà mà con nghe nhiều những cái bài pháp của ngài Tịnh Không ấy, thì các con sẽ rất là dễ chấp trước, bởi vì ngài Tịnh Không ngài nói là gì? Nục tự A Di Đà ấy, là phải trường kỳ huân tu. Con hiểu chưa? Dạ. Có nghĩa là phải là lúc nào cũng chỉ tu cái pháp môn niệm Phật này. Ai đến nói pháp gì cũng đừng có tin, chỉ có tin cái pháp này thôi. Con hiểu chưa? Đấy, Dạ. những cái vấn đề ấy. Là chính ngài Tịnh Không ấy, con hiểu chưa? Là ngài cũng chấp, con hiểu. Ngài Tịnh Không tu cả đời thôi mà cũng không nhiễu ngộ. Đấy, chỉ có niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng tốt chứ không phải là không tốt, con hiểu chưa? Nhưng ấy, như thế nó cũng là chấp, chưa học đủ bài đủ vai thì làm sao ra biển được, con hiểu. Chấp như thế thì mình tu hành chấp như thế nào thì mình sẽ dạy cho học trò chấp như vậy, rồi vô tình rồi mình tạo nghiệp, con hiểu chưa? Các con đừng tưởng là ngài Tịnh Không là không tạo nghiệp, con hiểu. Đấy, cái mà ngài để lại ấy, cái di sản mà ngài để lại, anh hiểu đấy, nó vô cùng khó mà phá vỡ, con hiểu chưa? Làm cho người khác mà tin theo ngài, mà cứ chấp theo ngài, anh hiểu. Thì tự nhiên họ không tu thiền, họ không tu những pháp môn khác để họ được thăng hoa, để họ thực sự là Phật, chứng nghiệm cái sự tu hành thăng hoa thâm sâu đến vô cùng vô tận. Còn bây giờ cứ chỉ ngồi tu, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mỏi mỏi mồm đấy, nhưng mà khai ngộ vẫn không khai ngộ, chấp trước đủ chuyện, con hiểu. Rồi chết rồi cũng không biết đi về đâu, có thực sự là mình có về được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không, có thực sự không cũng không biết, chỉ có một cái đức tin tuyệt đối như vậy hả. Nhưng mà cái tin này nó không phải là cái tin có trí huệ, có sự sáng suốt không nào. Đi tu nó cũng như đi học, mình học xong lớp 1 thì mình phải lên lớp 2, học xong lớp 2 phải lên lớp 3, hiểu. Rồi cho dù mình tu một pháp môn nhưng mình đừng có chấp, không hiểu. Mình nhìn thấy tất cả các đạo đều có mối tương thông, đều có một sự dung thông và đều có cái đẹp riêng. Đấy, mình không có chấp trước, mình không nhìn đạo này, mình đứng ở đạo này mình chê đạo kia, con hiểu chưa? Mình không đứng ở pháp môn này mình chê pháp môn kia, con hiểu chưa? Nhưng mình cũng không chấp trước, mà mình cứ kẹt trong pháp môn đấy, mình cứ ôm khư khư pháp môn đấy, con hiểu không? Thì cứ tu hành chấp như vậy, chính cái chấp đó nó làm cho mình không giải thoát rồi, thì lấy đâu ra sự giải thoát, con hiểu. Dạ. Tu hành có thực sự giải thoát hay không ấy, thì khi mình đang sống hiện đời mình cũng đã phải giải thoát rồi, con hiểu. Dạ. Mình đã biết mình là ai rồi. Chứ tu hành mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi cứ chỉ thành tâm đức tin tuyệt đối vào ngài rồi quên mình là Phật ấy, rồi niệm này là niệm trong mê muội, niệm trong mê tín, niệm danh hiệu Phật của các ngài mà cứ quên mình là Phật, không dám nhận mình là Bồ Tát, không dám nhận mình là thánh nhân, không dám nhận mình là Phật, thế tu thế nào mà sao mà khai ngộ được? Tu tu này là tu mê nhỉ? Dạ. Ừ. Những pháp môn đấy, pháp môn niệm Phật A Di Đà vô cùng là tốt nhỉ, nhưng mà chỉ dành cho lớp 1, lớp 2, cho những người mới tu. Rồi sau đó mình phải tu hành, mình phải thăng hoa nữa lên. Đấy, mình bên trong mình vẫn niệm lục tự A Di Đà nhưng mình vẫn phải ngồi thiền, con hiểu, để mình chứng nghiệm tất cả những cái gì trong kinh điển từng nói từng viết ra, hiểu. Thì nó mới thăng hoa thâm sâu được. Đấy, nhất là khi mình có một vị thầy gọi là chứng ngộ dìu dắt mình, phá mê phá chấp cho mình thì mình mới đi nhanh được. Bởi vì trên bước đường tu hành thăng hoa tiến hóa ta cũng đi từ điểm không, từ lớp 1 cho đến bây giờ, hiểu. Có nghĩa là lúc đầu ta cũng tu niệm Phật A Di Đà mấy năm trời nhỉ, nhưng mà ta tu hành ta có sự hạ thủ công phu rất là thâm sâu, con hiểu. Ta tu nghĩa là chỉ trong vòng 6 tháng thôi ta đã đạt được
ngày xưa ta cũng tu pháp môn niệm Phật A Di Đà, đợt đấy ta cũng hơi chấp luôn hả, ta thực hành trong 6 tháng thì ta đã đạt được gọi là bất niệm tư niệm, con hiểu không? Có nghĩa là gì, người ta tu thậm chí là mấy chục năm rồi, không đạt được bất niệm tự niệm, nhưng mà ta tu có 6 tháng là ta đạt được trình độ bất niệm tự niệm, bất kể đi đứng nằm ngồi ở đâu ta cũng đều nghe được tiếng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tự khởi ý trong tâm ta mọi lúc mọi nơi, thậm chí đang ngồi trong nhà vệ sinh hay là đi ngoài đường hay đi bất cứ đâu, tâm ta không khởi ý lên niệm, nhưng bên trong nó cứ tự niệm như vậy, tự niệm như vậy mọi lúc mọi nơi, con hiểu không? Nhưng mà sau đấy ta được Dạ. có vị 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 thầy khai sáng cho ta tiếp, ta lại tu thiền tịnh song tu, con hiểu. Thế ta không bị kẹt trong một pháp môn, nhưng mà hồi đầu ta cũng bị kẹt lắm nhỉ, hồi đầu ơi ta cũng bị kẹt, rồi ta cũng nghe pháp của ngài Tịnh Không nhiều, ta cũng nghe pháp của ngài Tiên Tuyên Hóa rồi nhiều vị lắm, cái đợt đấy ta tu cái pháp môn niệm Phật đấy, ta nghe gọi là những cái bài pháp của cái Bồ Tát gì ta quên mất rồi, mà có cái tác phẩm khuyên người niệm Phật ấy, ta nghe đi nghe lại nghe ngày nghe đêm, rồi ta viết ra, ta chép từng Ngày từng rượu lời âm từng ạ, chữ ra. thân thân sư ngày rượu Ta chép âm đấy ạ. rồi ta biết là con, rồi ta chép từng lời từng chữ ra một, xong ta gieo duyên lên cho mọi người, rồi ta in lại những cái bài pháp đó vào máy, vào cái thẻ nhớ nhỉ, rồi ta mua những cái đài nhỉ, xong ta cho thẻ nhớ và ta đi tặng nhiều người lắm, con hiểu chưa? Rồi kinh điển của Đức Phật ta từng gọi là ấn tống rất là nhiều, ấn tống mỗi một lần ấy, ta ấn tống cứ mỗi một lần ta ấn tống là 12.000 quyển, con hiểu, mà một những quyển nó dày ấy, những quyển nó dày lắm hiểu, chứ không phải quyển quyển gì đâu, chẳng hạn như kinh Kim Cang hay là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy, hay là kinh Năng Nghiêm luôn hả đấy, ta ấn tống nhiều lắm, mỗi 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 một lần là 12.000, rồi mỗi một lần có một lần ảnh Đức Phật A Di Đà cũng 12.000 tờ, rồi ảnh Tam Thế Phật cũng 12.000 tờ hả đấy. Nhưng mỗi một lần ấn tống, ngày xưa ta ấn tống nhiều lắm, rồi những cái lời pháp mà của ngài nào mà thấy hay đấy, ta ngồi ta chép ra, xong ta đăng lên Facebook cho mọi người đọc, con hiểu đấy, xong rồi ta ngồi ta copy lại nhỉ, là thẻ nhớ, mua thẻ nhớ về copy lại, xong mua đài đi tặng tặng cho mọi người. Nên tất cả những cái sự chấp trước ngày xưa ta cũng có nhỉ, nhưng mà ta không chấp kiên cố như như mọi người, như mọi người ta thấy chấp kiên cố lắm nhỉ. Đấy, nhưng mà nó cũng không sao nhỉ, trên bước đường tu hành thăng hoa tiến hóa như vậy, tất cả các con đều phải học qua những bài này nhỉ, xong đến lúc được có một vị thầy dìu dắt ra chỉ cho mình, xong mình mới thấy ôi sao ngày trước mình tu sao mình chấp thế, sao mình ngu thế nhỉ, chính ta cũng vậy thôi, không có gì cả nhỉ. Dạ Nhưng vâng các ạ. con thấy những cái pháp môn khác ấy, nhiều người bị chấp lắm, mà ta ra biển rồi giờ ta nhìn lại nhỉ, thấy mọi người chấp trước đủ chuyện luôn, cứ đạo nọ chê đạo kia, rồi pháp môn nọ chê pháp môn kia, Bắc tông Nam tông đủ thứ chuyện cả nhỉ, cứ chấp trước một đống luôn, rồi kể cả mới gần đây này ở bên Thụy Điển à, có người nào đốt quyển kinh Koran ấy nào, mà ông tổng thống của nước Thổ Nhĩ Kỳ nào, rất Dạ. là ức chế về vấn đề này, chính vì thế Thụy Điển không được gia nhập NATO. Đấy, cũng bởi vì có một số thành phần đốt kinh Koran hả, mà kinh Koran là một trong những cái báu vật của
của người Thổ Nhĩ Kỳ. Trên bây giờ Thụy Điển rất là căng thẳng nhỉ, muốn gia nhập NATO nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ họ không đồng ý nhỉ? Bởi vì bất cứ một nước nào gia nhập NATO đều phải có sự đồng thuận của tất cả các thành viên, chỉ một nước ấy, một thành viên thôi, họ ấy không đồng ý thì Thụy Điển cho dù được tất cả các nước khác ủng hộ vẫn không được gia nhập NATO. Bất kể con khi nghe Pháp ấy rất là chuyên tâm vào nhỉ, thì mới mới tốt nhỉ, thì cái sự khai ngộ của mình nó mới thâm sâu. Ngày xưa ấy, cái cách nghe Pháp của ta ấy, tại sao ta tu hành nó thăng hoa rất là nhanh, nó có bí quyết, mà bí quyết nó cũng rất là đơn giản nhỉ. Tức là gì, khi mà ta đã nghe ấy, Pháp ấy, bất cứ một vị minh sư nào ta không bỏ sót một lời một từ nào, các con hiểu chưa? Nghe cho dù là nghe ngài trực tiếp hay là nghe qua nghe qua những bài giảng trên mạng của ngài, bất cứ của ngài nào cũng thế nào đấy, hay bất cứ của một vị thầy nào hay một vị thầy chùa nào hay là một vị nào mà ta nghe là ta nghe không sót một từ nào, mà nghe chỗ nào chẳng hạn như lúc đấy ta mất sự tập trung, ta tua lại ta nghe nào đấy, và sau khi nghe xong mình phải đúc rút ra một cái điều gì đó, chẳng hạn như ngày hôm nay ngày khai sáng cho mình cái gì, mình ngộ ra như nào mình viết ra, không hiểu, viết ra cái ngộ đấy. Đấy là cái cách tu học của ta. Có ngày xưa ta bị thượng đế ngày khảo kinh lắm, con hiểu chưa? Có lúc có thời điểm ngài đẩy từ trường tạp niệm trong đầu ta kinh khủng khiếp luôn, đợt đấy ta chưa ra ngộ, ngài đẩy từ trường tạp niệm này, gọi là thường xuyên liên tục luôn ấy, đẩy từ trường mức độ gọi là kinh khủng khiếp luôn, đến nỗi mà chẳng hạn như cái trước khi ta ăn, thường ngày xưa thường thường trước khi ta ăn cơm người ta niệm một bài kinh, có thể chưa, ta cúng dường thượng đế cúng dường Phật Bồ Tát, nhưng mà trong cái lúc niệm đấy là nó cứ tạp niệm, nó cứ đầy đầu đủ đủ, đủ thứ chuyện nào đấy, thậm chí đang ngồi niệm đây nhưng mà đầu óc tự nhiên có những cái suy nghĩ nó ở Việt Nam hay ở đâu, hiểu chưa, mà ta không hiểu tại sao nó lại cứ xuất hiện trong đầu như vậy nhỉ. Là đấy ta không hiểu như này đâu, không hiểu như con bây giờ, bây giờ là được ta nói ra không hiểu. Ở đấy là thượng đế ngài cứ nhầm những cái lúc mà đấy ngài đẩy từ trường nhiều lắm, nhất là cái lúc ta đang làm việc, con hiểu chưa, đấy, hoặc đang ngồi thiền hoặc đang tụng kinh trì chú, bắt đầu ngài cứ nhầm cái thời điểm đấy ngài đẩy từ trường rất là nhiều, con hiểu, đẩy từ trường tạm niệm ấy, có nghĩa là suy nghĩ nó cứ triền miên trong đầu. Mà đợt đấy thì ta cũng có sống với tánh biết nhỉ, nhưng mà tại sao nó cứ xuất hiện trong đầu, bắt đầu ta mới luyện, con hiểu, luyện linh lực, tức là ta mang quyển kinh, cái bài kinh trước khi ăn cơm niệm, ta đọc chữ nào ta cột tâm ta vào chữ đấy, đọc chữ nào ta nhìn chăm chú chuyên tâm vào chữ đấy, chẳng hạn như đọc đến dòng này tự nhiên nó xuất hiện một tạp niệm trong đầu, ta đọc lại, con hiểu chưa, đấy, xong lần sau nó kéo dài ra một tí, chẳng hạn như đọc hai ba dòng thì tự nhiên có xuất hiện tạp niệm trong đầu, ta không chấp nhận, ta đọc lại, đọc khi nào ta luyện đến khi nào mà đọc bài bài, bài kinh ấy nó không có bất cứ một tư tưởng một tạp niệm nào đó ta mới mới thôi nhỉ. Đấy thì lần đầu tiên đọc chẳng hạn hai ba dòng thì tự nhiên xuất hiện từ trường tạp niệm, con hiểu, ta lại chuyên tâm nữa, nghĩa là đọc chữ nào chẳng hạn như đọc chữ A Di Đà Phật, con hiểu, đấy, thì tâm mình cột vào từng chữ một, cột vào chữ A, cột vào chữ Di, cột vào chữ Đà, cột vào chữ Phật, nên là không rời tâm mình ra những chỗ đó nhỉ, chuyên tâm cao độ tuyệt đối như vậy luôn, con hiểu không? Đấy thì tự nhiên là cứ cứ luyện như vậy một thời gian ấy, là cái định lực của mình nó phát triển rất là mạnh luôn, nhưng tức là đến khi đạt đến trình độ là đọc cả quyển sách hay đọc cả một bài kinh không có bất cứ một tạp niệm nào, con hiểu không? Đấy, ngày xưa là ta phải tôi luyện ta như vậy, còn bất cứ ta nghe bài pháp của bất cứ một vị minh sư nào hay của Đức Phật, Đức Chúa hay là của những bài pháp chẳng hạn như về kinh thánh, kinh Chúa rồi pháp bảo đàn kinh
rồi kinh Năng Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Bát Nhã Tâm Kinh, ta nghe ta không bỏ sót một từ một chữ nào, cứ đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại mới ngộ thâm sâu được, con hiểu không? Mỗi một lần nghe lại là một sự ngộ, khai ngộ khác đấy. Và ta, những cái vấn đề của ta là ta không chấp đấy. Ta chuyên tâm nhưng mà ta không bị kẹt trong văn tự chữ nghĩa hơn hả? Ta chẳng hạn như đọc một quyển sách hay đọc một quyển kinh, ta rút ra được những bài học gì ta ghi lại. Ngày xưa cái cách tu, cách học của ta là như vậy.